Với riêng Ngọc Hân đi, là một người của công chúng và thường xuyên là xuất hiện lúc nào cũng với một cái vẻ ngoài rất là xinh đẹp như thế này, thì chắc hẳn là Ngọc Hân có rất là nhiều những cái bí quyết và kinh nghiệm trong cái việc là chăm sóc da mặt nói chung cũng như là vùng da mắt nói riêng. Thì không biết là Ngọc Hân có thể chia sẻ một vài cái bí quyết riêng đó của mình với quý vị khán giả được không? Vâng, thực sự thì đúng như là những cái lời mà bác sĩ chia sẻ thì tất cả những cái phương pháp mà Hân cũng như là mọi người vừa xem trong clip vừa rồi thì có một số những phương pháp mà bản thân Hân cũng thường xuyên sử dụng, ví dụ như là đắp mặt này hay bôi kem chống nắng này, rồi là rất nhiều cái phương pháp. Thế nhưng mà Ngọc Hân khắc phục được tất cả những cái như là bác sĩ vừa chia sẻ, ví dụ như là bản thân Hân thì thường xuyên thoa kem dưỡng da, tức là nó không bị tắt bụt, tức là ngày có ngày không. Và một cái điều thiết yếu nhất mà Ngọc Hân quan trọng đấy là việc bạn phải rửa mặt, phải tẩy trang thật là sạch trước khi đi ngủ. Và bên cạnh đó thì Ngọc Hân đã sử dụng những cái sản phẩm mà chuyên biệt dành cho mắt, ví dụ như là kem dưỡng mắt riêng này, serum dành cho mắt riêng này, và những cái loại kem dưỡng ẩm dành riêng cho những cái vùng da mặt khác nhau. Còn với riêng Ngọc Hân thì Ngọc Hân có sử dụng những cái loại máy để có thể rửa mặt này và chăm sóc da một cách chuyên sâu. Và những cái loại máy đấy nó có cả những cái loại đầu để chăm sóc riêng biệt cho cái vùng mắt, tức là sau khi rửa mặt sạch với là cả máy này được chăm sóc, được massage rồi thì lại có một cái loại đầu riêng và để sử dụng cho giúp cho cái kem cho vùng mắt được thẩm thấu tốt hơn. Và thực ra thì Ngọc Hân cũng mới sử dụng cái loại đầu cọ riêng biệt đấy chỉ khoảng vài tháng thôi. Thế nhưng mà thấy cái tác dụng nó rất là khác biệt. So với trước đây thì Ngọc Hân chỉ dùng là kem cho mắt, nhưng mà Ngọc Hân cũng không sử dụng là bôi kem từ hộp xong rồi đắp thẳng lên mắt, mà bao giờ Hân cũng bôi một lượng nhỏ ra phía tay, sau đó là mình massage nhẹ, sau đó là mình thấm vào cái vùng quanh mắt như này, và sau đó là mình xoa tay như này, sau đó mình áp lên vùng mắt. Thì đó là một cái cách mà bản thân Ngọc Hân cũng cảm thấy rằng là nó khiến cho cái lượng kem nó thẩm thấu vào làn da, da mặt và đặc biệt là da mắt nó nhanh hơn. Thế nhưng mà từ ngày thì có cái loại chăm sóc da riêng biệt cho vùng mắt thì Ngọc Hân cảm thấy là những cái công việc chăm sóc của mình nó trở nên nhẹ nhàng và tiện lợi hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì để giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về hiệu quả cũng như là cái cách mà chúng ta chăm sóc cái vùng da quanh mắt theo các bước như thế nào thì mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi cái đoạn clip ngắn ngay sau đây nhé. Các bước rửa mặt và chăm sóc vùng da quanh mắt. Rửa mặt, làm sạch lớp trang điểm, kem chống nắng với sản phẩm tẩy trang dùng được cho vùng mắt. Làm ẩm da mặt, bôi sữa rửa mặt lên da. Làm ướt đầu cọ của thiết bị chăm sóc da mặt, di chuyển nhẹ nhàng. Sau 2 phút, rửa mặt lại bằng nước sạch và lau khô nhẹ nhàng. Chăm sóc mắt, thoa kem dưỡng mắt xung quanh mắt. Gỡ đầu chăm sóc ra, lắp đầu chuyển tiếp dành cho chăm sóc vùng da mắt. Bật máy di chuyển nhẹ nhàng xung quanh mắt trong 30 giây. Sau khi hết 30 giây, chuyển qua bên mắt còn lại, thực hiện thêm 30 giây. Vỗ nhẹ bằng đầu ngón tay để sản phẩm thẩm thấu tốt hơn.